Chào các bạn quay trở lại kênh Handmade VN. Mến chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và an lành. Hãy để thức ăn là thuốc chữa bệnh cho bạn và biến thuốc thành thức ăn của bạn. Đây là một câu nói rất nổi tiếng của Hippocrates đối với nền y học hiện tại thời điểm hiện tại như bây giờ. Bạn biết không, xung quanh chúng ta có rất nhiều những loại gia vị trở thành những phương thuốc tự nhiên rất hiệu quả. Có thể kể đến trong số đó chính là tỏi. Video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ tới các bạn một phương pháp tự nhiên và 6 lợi ích vô cùng lớn của tỏi đối với đời sống sức khỏe của mỗi chúng ta. Hãy đồng hành cùng với mình cho đến cuối video này. Có rất nhiều thông tin hữu ích về sức khỏe sẽ chia sẻ tới bạn. Và bây giờ chúng ta cùng thực hiện. Các bạn sẽ cần chuẩn bị 300g tỏi như thế này. Các bạn có thể chuẩn bị nhiều hơn nếu như gia đình của bạn đông người. Bạn sẽ cho toàn bộ tỏi vào tô như thế này, thêm vào đó là nước và ngâm trong khoảng thời gian 24 đến 48 giờ. Sau khi các bạn đã ngâm được 24 giờ như thế này rồi thì mình sẽ sử dụng dao để bóc phần vỏ phía ngoài của nó như thế này nhé. Nếu như nói đến công dụng của tỏi thì chắc hẳn ai cũng biết về tác dụng của nó, đó chính là dùng để xông hơi, giải cảm. Trong đông y, người ta sử dụng tỏi để xông hơi. Thành phần chính của tỏi đó chính là allicin. Nó có tác dụng giống như một kháng sinh, nhưng nó chính là một kháng sinh tự nhiên. Kháng sinh thì nó không tiêu diệt được virus, nhưng trong tỏi có chứa hợp chất sunfua có tác dụng kháng khuẩn và tiêu viêm cực mạnh. Chính vì vậy mà bạn có thể sử dụng tỏi để xông hơi và kết hợp ăn từ 1 đến 2 tép tỏi. Rất tốt cho những bệnh liên quan đến virus hay vi khuẩn. Một nghiên cứu rất lớn kéo dài trong khoảng thời gian 12 tuần cho thấy việc ăn tỏi mỗi ngày giúp giảm 63% nguy cơ mắc các bệnh về cảm cúm. Bên cạnh đó thì việc ăn tỏi còn giúp rút ngắn 70% thời gian bị cảm, cho phép bạn được hồi phục sức khỏe nhanh hơn. Nghiên cứu này cũng đã chỉ ra rằng sử dụng tỏi thì triệu chứng cảm cúm đối với những ai sử dụng tỏi hàng ngày sẽ biến mất sau 1,5 ngày. Còn nhóm không sử dụng tỏi thì sẽ kéo dài trong khoảng thời gian từ 5 đến 7 ngày. Chính vì vậy mà mỗi ngày các bạn hãy nên sử dụng từ 1 đến 2 tép tỏi sống để tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể. Tác dụng thứ hai cần phải kể đến đó chính là làm hạ huyết áp. Tại thời điểm hiện tại thì tỷ lệ huyết áp cao của dân số nước ta rất cao, gần như là những người mà từ 60 tuổi trở lên, cứ 2 người là có 1 người bị cao huyết áp. Nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng việc bổ sung tỏi tác động rất đáng kể trong việc làm giảm huyết áp của người huyết áp cao. Nếu sử dụng từ 600 đến 1.500mg chiết xuất tỏi già có hiệu quả tương đương với thuốc Atheron trong việc giảm huyết áp trong khoảng thời gian 24 tuần. Chất polysulfide và các phân tử lưu huỳnh có trong tỏi có tác dụng làm giãn cơ trơn, kích thích khả năng sản xuất các tế bào nội mạc và giãn mạch máu, từ đó kiểm soát huyết áp hiệu quả. Người bệnh tăng huyết áp được khuyên là nên ăn từ 4 tép tỏi sống mỗi sáng để hạ áp. Sau khi các bạn đã bóc xong như thế này, hãy chuẩn bị một cái rổ và cho phần tỏi này vào nhé. Tác dụng tiếp theo của tỏi đó chính là làm giảm cholesterol ở trong máu. Trên thế giới hiện nay thì tỷ lệ tử vong cao có liên quan đến các bệnh lý về mỡ máu. Từ mỡ máu có thể dẫn đến các tình trạng như là xơ vữa động mạch, dẫn đến nhồi máu cơ tim, nhồi máu não hay là đột quỵ. Nó tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà những người bị bệnh lý mỡ máu phải đối mặt. Việc sử dụng tỏi hàng ngày có thể làm giảm cholesterol xấu LDL khoảng 10-15%. Hàm lượng cholesterol xấu mà cao sẽ làm xơ vữa thành mạch. Nên khi chúng ta sử dụng tỏi hàng ngày thì việc làm giảm mỡ máu cao xuống từ 10-15% là những con số rất tuyệt vời. Nếu những ai đang mắc các bệnh lý về mỡ máu thì việc bổ sung tỏi hàng ngày là điều rất cần thiết. Giảm thiểu các tai biến khi sử dụng thuốc hay thuốc quá liều. Ăn tỏi thường xuyên cũng giúp làm chậm quá trình lão hóa của động mạch chủ. Ngoài tác dụng giảm mỡ máu da, tỏi còn ức chế tích tụ tiểu cầu và phòng ngừa hình thành huyết khối. Tác dụng thứ tư phải kể đến đó chính là khả năng chống oxy hóa rất mạnh. Trong tỏi có chứa rất nhiều các chất chống oxy hóa, nó giúp bảo vệ các tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do đến tế bào. Việc bạn bổ sung tỏi hàng ngày rất hữu ích với tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em và người già, giúp hạn chế việc sử dụng thuốc kháng sinh và giúp cho cơ thể của bạn tái tạo lại và khỏe hơn rất nhiều. Tác dụng thứ năm đó chính là phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư.
Theo nhiều nghiên cứu thì tỏi có công dụng rất đáng kể trong việc giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh về ung thư, nhất là ung thư đường ruột. Tỏi giúp ức chế quá trình nitrat biến thành nitrit trong dịch vị, ngăn cản sự hình thành nitrosamine, giúp phòng ngừa ung thư dạ dày. Bên cạnh đó thì tỏi còn có thể giúp ngăn cản sự xâm hại của các độc tố, kim loại nặng, chất gây ung thư đối với cơ thể. Đồng thời thì thành phần germanium và selen có trong tỏi giúp cơ thể của bạn chống lại đột biến tế bào, ngăn ngừa sự hình thành của các gốc tự do và hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả. Các hoạt chất có trong tỏi như là disulfide và esatin hay là ogen có thể làm chậm tốc độ tăng trưởng của các khối u và giảm kích thước của khối u lên đến 50%. Chính vì vậy mà mình muốn chia sẻ tới các bạn, nếu những ai đang là những bệnh nhân ung thư thì nên áp dụng ngay những bài thuốc như thế này. Và mình đã chia sẻ rất kỹ ở trên kênh, các bạn có thể tham khảo nhé. Tác dụng thứ 6 đó là cải thiện dấu hiệu và triệu chứng của tiền mãn kinh. Đây là một trong những dấu hiệu của phụ nữ khi bước sang tuổi từ 45 đến 50 tuổi. Khi hormone estrogen trong cơ thể bị suy giảm, dẫn đến cơ thể của bạn có các biểu hiện như là nóng trong người, toát mồ hôi đêm, khó chịu, khô âm đạo hay là loãng xương, làm suy giảm sức khỏe rất nhanh. Khi gặp phải tình trạng này thì các bạn nên thêm tỏi vào cuộc sống của mình. Tỏi giúp bạn tăng lượng estrogen trong cơ thể khi bạn sử dụng mỗi ngày, tối thiểu là 2 tép tỏi. Đó là 6 lợi ích vô cùng lớn mà mình muốn chia sẻ tới các bạn. Và đây là thành phẩm của tỏi sau 5 ngày lên mầm. Và bạn biết không, tỏi mọc mầm không phải là tỏi hỏng, mà nó chính là dấu hiệu chứng tỏ tỏi già đi chứ không hỏng. Quá trình nảy mầm trong tỏi sẽ kích thích sản sinh ra chất phytochemical, có khả năng ngăn chặn sự lây lan của các tế bào ung thư và ức chế hoạt động của các chất gây ung thư trong cơ thể. Không chỉ vậy, tỏi còn sản xuất ra một lượng lớn các chất chống các gốc tự do. Do vậy, tỏi mọc mầm được coi là một vị thuốc tự nhiên đối với công dụng phòng ngừa ung thư. Và tỏi mọc mầm sẽ bảo vệ tim mạch của bạn, ngăn ngừa khả năng đột quỵ. Một nghiên cứu đã khẳng định rằng những củ tỏi đã mọc mầm từ 5 ngày chống oxy hóa tốt cho tim mạch cao hơn tỏi tươi. Và tỏi mọc mầm thì hoạt động của enzyme ngăn chặn sự hình thành các mảng bám, tác nhân gây tắc nghẽn tim mạch. Ngoài ra thì tỏi mọc mầm còn cung cấp một lượng lớn chất ngăn ngừa sự hình thành của các cục máu đông. Nitrit có trong tỏi cũng có tác dụng làm giãn nở động mạch. Cả hai hoạt chất này hoạt động song song sẽ giúp chống lại sự hình thành các cơn đột quỵ, tăng cường khả năng miễn dịch. Tỏi mọc mầm là một trong những phương thuốc rất hữu hiệu đối với những người hay bị cảm lạnh, ho hoặc là nhiễm trùng. Thì mầm tỏi đã mọc được 5 ngày cung cấp cho cơ thể một hàm lượng chất chống oxy hóa rất dồi dào, giúp tiêu diệt các tác nhân gây nhiễm trùng tế bào. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Mến chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và an lành. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy bấm vào nút like và nút đăng ký để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Bấm vào quả chuông để nhận thông báo về video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.